Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, hoan hỷ bố thí cho con được hỏi. Con nghe giảng pháp của Thầy về treo ngọc ở cửa rất tốt cho phong thủy. Con có về chùa thỉnh một miếng ngọc để treo ở cửa ra vào. Ngày trước gia đình con có treo một cái gương bát quái, giờ bỏ đi để treo ngọc. Gương bát quái này chúng con nên thả xuống sông hay xử lý như thế nào cho đúng ạ? Thầy cho con hỏi, cứ vào thời khóa tụng kinh Địa Tạng, con lại có cảm giác như có người buộc thắt bụng lại, rất khó chịu và bất an. Con xin Thầy hướng dẫn cho con cách tu tập như thế nào để hóa giải điều này ạ. Con xin tri ân công đức Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Về câu hỏi của Phật tử này, có hai ý. Ý thứ nhất là hỏi về treo cái miếng ngọc phong thủy ở trước cửa nhà. Phật tử này cũng đã thỉnh miếng ngọc phong thủy về treo ở trước cửa nhà rồi. Thế gương bát quái hạ xuống, bây giờ thì hạ xuống gương bát quái đó thì hỏi là đem thả xuống sông cho nó mát mẻ hay như thế nào? Xin thưa các vị, cái gương bát quái thì thường người ta treo ban ngoài cửa mà treo ban trên, cái cửa ra vào. Còn cái miếng ngọc thì nó treo ban dưới, nó treo rủ xuống, ở ban trong, ở thẳng cửa xuống ở ban trong. Ví dụ là, đặc biệt là ở phố xá, ở nhà cửa chúng ta nên treo ban trong thì khi chúng ta đóng cửa thì nó không, miếng ngọc nó không ấy ra bên ngoài. Những cái người ta biết người ta ăn trộm mất đi thì lại lo. Vì vậy mà treo cái gương bát quái rồi treo miếng ngọc nữa cũng không sao. Cũng không cần thiết là cứ phải bỏ gương bát quái. Bỏ thì cũng được. Cái gương bát quái đó nếu mà chúng ta bỏ thì chúng ta đem được cái sông nào đó chúng ta tắm cho nó mát. Còn không thì chúng ta cứ để nguyên gương bát quái cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy là về cái phong thủy. Cái ngọc thì treo được thì là tốt, rất là tốt. Bởi vì nó ngoài cái sinh khí ra về mặt phong thủy, lại được chư tăng gia trì nữa thì nó cũng rất là tốt. Ý thứ nhất Phật tử hỏi xin trả lời như vậy. Ý thứ hai nói rằng mỗi khi tụng kinh Địa Tạng lại có cảm giác như có người buộc thắt ở bụng, rất khó chịu và bất an. Phật tử này xem lại xem là nữ hay là nam thì xem lại xem. Nếu là nữ thì xem lại xem mình có phá thai không. Nếu trước đây mình có phá thai, chưa biết Phật Pháp, vì điều kiện cuộc sống gia đình hay vì hoàn cảnh nào đó chúng ta phá thai, thì trường hợp này nên sám hối và nên để tâm đến để sám hối và hồi hướng công đức cầu siêu cho các vong linh thai nhi mà mình phá đó. Và hồi hướng cho các oan gia trái chủ của mình nhiều đời, nhiều kiếp, thì một thời gian sau thì sẽ hết thôi. Nếu Phật tử này là nam thì nên hỏi lại vợ mình xem có phá thai không, hoặc là mình có bảo vợ, ép vợ phá thai không. Nếu có thì hai vợ chồng cũng nên nhất tâm tu tập, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng, và đặc biệt là sám hối những cái tội ấy và hồi hướng cho gì các thai nhi ấy và các oan gia trái chủ ấy họ sớm được siêu thoát, thì cái chướng ấy, cái báo ấy, cái cảm giác ấy, đau và khó chịu trong lúc tụng kinh như thế dần dần hết thôi. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, con là tên là Nguyễn Thị Lý, con mong Thầy hoan hỷ giải đáp một số thắc mắc cho con và gia đình con được hiểu. Làm gì mà nhiều thế, tham thế, một mình xơi đến ba câu hỏi dành cho người khác nữa nhé. Câu thứ nhất, tại nhà bố mẹ đẻ con trước đây có thờ điện nhỏ. Ngày đó ở khu nhà con rất nhiều người theo về cửa cha, cửa mẹ. Nhà con cũng là một trong số đó. Thờ được mấy năm thì bố con đem bát hương đi thả xuống ao.
sông mà không nhờ thầy về làm lễ xin dừng thờ cúng, vân vân. Cho tới năm 2011, gia đình bắt đầu làm ăn đi xuống và nợ rất lớn, phải bán đất, cắm sổ đỏ và đi vay lãi cao. Cho đến nay, số nợ vẫn rất lớn. Trong khoảng năm 2011 đến 2023, cả gia đình con đều ra trình đồng mở phủ, phả độ gia tiên, cúng lễ rất tốn kém, nhưng gần như không có thay đổi gì nhiều. Giờ đây em trai con đã lấy vợ, có hai đứa con rồi, nhưng lại bỏ đi, nay không chịu về. Thi thoảng vẫn gọi điện về vay tiền, đồng thời cứ muốn bỏ vợ, vân vân. Sự việc nhà bố mẹ đẻ con cũng nhiều bế tắc. Nay con xin thầy hướng dẫn bố mẹ con biết cách sám hối để được chuyển nghiệp ạ. Xin thưa các vị, các cụ ngày xưa có câu nói chúng ta phải nhớ: thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cho dù đấy là thờ Phật hay là thờ thánh mẫu hay là thờ các vị thánh linh, thần linh, các vị anh hùng người dân tộc, vân vân. Kể cả đó là gì? Gia tiên chúng ta. Các cụ nói rồi, thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó. Cái lễ của chúng ta với đối tượng mà chúng ta thờ cúng như là Phật, là Bồ Tát, là Thánh, là Thần Linh, là Gia Tiên, vân vân. Cái lễ chúng ta đối với các ngài, đối những bậc bề trên, đối với ông cha tổ tiên đã qua vãng, nó mới là quan trọng. Cái lễ đấy phải được xuất phát từ gì? Tâm thành và hành động chúng ta. Tâm thành là sao? Phải khởi cái tâm cung kính, cái tâm tôn trọng để mà thờ. Hành động là sao? Tức là trên ban thờ lúc nào cũng phải trang nghiêm, sạch sẽ, tố hảo, chứ đừng có để cho mạng nhện răng đầy ra. Đừng có để cho bụi bặm kết đầy ở trên ban thờ. Giữ lễ quan trọng lắm. Thầy kể cho các quý vị nghe ngay xã Sơn Đông này thôi. Khi thầy mới về chùa này được 2-3 năm, tới khoảng năm 2005-2006 gì đó, có một cái gia đình ở cách đây cũng khoảng gần cây thôi, ở ngay cái thôn, hình như là thôn thôn gì bên này, thôn Xóm Bống hay gì, Xóm Bống hay là thôn Đậu gì đó, gần ngay đây. Đó. Thầy đang ở buổi trưa, khoảng tầm 10 giờ 10 rưỡi gì đó. Thấy một cô ăn mặc cũng bình thường, để đi cái xe đạp cà tàng. Với trên cái ghi đông xe đạp thì có mấy cái quả với lá trầu, thẻ hương, quả cau. Đó, có mấy quả đây, mấy quả ổi á, mấy quả ổi, quả cam gì đó, lâu lâu không nhớ lắm nữa, nhưng mà có cái thẻ hương và lá trầu, quả cau. Sang mặt mũi tái mét rồi cứ kêu thầy ơi, thầy cứu nhà con với. Thế thì hỏi làm sao? Thì cô ấy cứ khóc toáng cả lên. Thì khuyên bình tĩnh đi đã, thì có gì nói thì nghe, làm sao khóc thế, sao thì biết gì. Thế nói rằng chồng con ở trên đi đang cấp cứu trên bệnh viện. Thế thầy hỏi là chồng đi cấp cứu trên bệnh viện thì làm sao mà đi về chùa, không ở trên đấy với chồng. Bảo là không, bác sĩ bảo con đi về gặp thầy. Thế thì sao là mình nghĩ là tại sao mà lại bác sĩ lại đi về gặp thầy? Đi bác sĩ bệnh viện 5 là bác sĩ quân đội mà. Bệnh viện 5 là bệnh viện quân đội mà, bác sĩ đấy chắc chắn bác sĩ quân đội rồi. Thì có gì đâu. Sau đó thì kể lại đầu đuôi câu chuyện sơ sơ mình mới biết được. Gia đình ấy, ông này thì hôm đấy ở nhà đang làm cái gì ngoài sân á, tự nhiên là cứ chạy hùng hục vào giếng, là lao xuống giếng thôi. May có người hàng xóm mà nhìn thấy, hô hào lên là cứu lên được. Cứu lên được, ông lại chạy vào trong nhà, ông lại giật cái ổ điện ra, ông thò tay vào để ông gì? Ông tự vẫn, nhưng may lúc đó là điện lại mất, cái số ông đã được sống.
cái số ông nó được sống ấy. Cái lúc đó người đang ướt súng mà cái điện nó vẫn còn thì thôi, nó chỉ trả đầy một phút có khi là gì, khô máu mà chết luôn đó. May lúc đó thế nào nó lại mất điện, cái số được sống. Thế là người dân họ chạy vào, họ ôm, họ lôi ra, thì lúc đó cứ gào khóc và tự đánh mình, kêu gào thảm thiết là tự đánh mình. Bắt đầu nhà mới thấy thế, nghĩ là ông ấy bị thần kinh hay sao đó, cho lên Việt Nam. Lên Việt Nam thì cứ kêu gào như thế. Bất chợt có cái mọi người lơ đãng một cái thì có cái bệnh nhân ở phía đối diện, cái giường đối diện, họ đi guốc. Cho nên ông ấy nhảy xuống cầm cái guốc là ông đập mấy cái vào chân ông là gãy nát cái chân. Thế bác sĩ mới thấy vậy mới bảo là trường hợp này là chắc là có vấn đề về tâm linh chứ không phải là do bị bệnh thần kinh. Cho nên với bác sĩ mới bảo rằng ở trong làng có các thầy chùa nào không, hay là có trong làng xã có thầy chùa nào không, hay là có các thầy cúng nào không đi về mà xem, chạy về nhờ các thầy làm lễ cho. Thế cô bảo nhà có thầy chùa mới về mấy năm nay, nghe đồn là thầy cũng còn trẻ nhưng mà cũng giỏi lắm, cho nên về gặp xem thế nào. Thế là về đấy, về gặp thầy vội vàng để nghe nói thế sang nhà. Sang nhà xem thì các vị biết không, ban thờ mối nó xông lên gì, nó xông nát hết cái ban thờ. Cái nhà ngày xưa, cái nhà cũ mà hai cái cột nó ra khoảng độ mét, mét hai, mét rưỡi gì đó. Từ tường ra, xong người ta đóng cái rừng cầu ấy, cái ban thờ lên trên luôn ấy. Đó. Mà nó theo cái cột, mối nó theo cột lên nó ăn hết. Ở trên ban thờ rồi, mục nát hết rồi. May mà nó chưa rơi xuống thôi. Còn bát hương thì gần như là có khi từ Tết đến lúc đấy chả thắp nén hương nào. Cái mạng nhện ấy, nó răng kín hết ở trên đó. Và trên ban thờ thì cái gì cũng để lên trên đó luôn. Cốc, chén, rồi mọi cái, rồi các thứ, để hết lên đó. Mà cái ban thờ nó mục nát như thế, may nó chưa đổ. Thế mình xem mình bảo, đấy, thờ phụng như thế này, thì cái chuyện mà tâm linh nó xảy ra như thế thì cũng đúng thôi. Thờ thì dễ mà chẳng giữ lễ cái gì cả. Thờ mà không giữ lễ, để bẩn mốc meo như thế, mạng nhện răng đầy. Thế thầy mới bảo với cô ấy là thôi, chuẩn bị đi mua lấy ba cái bát hương và gọi ngay thợ đến để làm, không làm được kịp đẹp thì thôi, gọi thợ đến thay toàn bộ cái ấy đi. Nhà gần cái xưởng mộc ở chỗ mấy cửa kia kìa, bảo họ làm một cái tấm gỗ xoan, họ xẻ họ bào đi cho họ đóng lại thay vào cái ban thờ, cái ván và mối đục kia, và đi mua ba cái bát hương. Chuẩn bị cái lễ lạc đơn giản thành tâm rồi đến chiều làm xong ban thờ, đến chiều 3-4 giờ sang đón thầy, sang bảo thầy thì thầy sang thầy lễ cho. Các vị biết đấy, cả nhà cả chi họ rối rít cả lên, người thì đi làm bát hương, người thì chạy đi chợ, rồi chiều lại khoảng 3 giờ 3 rưỡi sang đón thầy lễ xong. Lễ xong mà cái ở trên kia nó yên lành. Ở trên bệnh viện năm nó yên ngay, nó không khóc, không kêu, mà không ấy. Lúc đó lại bắt chuyển sang gì, đau do cái đập gì, đập nát chân mình ra. Thế là khi đó nó tỉnh táo rồi ấy, thì người nhà mới hỏi, thì nó mới kể là đang chặt cái cây tre, đang chặt cây tre làm gì chỗ sân ấy. Thế tự nhiên cứ nghe thấy tiếng trống, tiếng chiêng, nghe thấy tiếng người hò la đuổi bắt. Thế là ngẩng mặt lên mà cái thấy một cái đoàn người, thế là với tiếng trống, tiếng chiêng, cờ quạt đầy đó, họ kéo tới và họ cứ thế là họ bế, là họ ném xuống dưới cái giếng ấy. Thế bảo sao xuống giếng được cứu lên rồi lại sao lại nhảy vào ổ điện để làm gì? Nó bảo lúc đó tự nhiên là có mấy người đầu trâu mắt ngựa là nhất là cứ thế là rúi vào đấy thôi, không muốn vào nhưng tự nhiên nó cứ rúi vào đấy thôi. Thế hỏi tại sao mà để đi lên viện rồi mà vẫn cứ lấy cái guốc người đập chân vào mình, mà có người người ta làm như thế mình không ý thức được mình. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên thầy về ở chỗ sân đông đấy ấy, nói thật với các quý vị, ở đây cũng không phải là cái đất đây không phải là vừa đâu, dân đây không phải là vừa đâu, nhiều Phật tử ở đây, kể cả có các Phật tử sân đông đấy thì nói như thế. Nhưng mà thầy về đây là được, ít nhất bây giờ cũng phải được 80-95% người dân người ta gì tôn trọng,
người ta ủng hộ. Là vì mình cũng giúp được cho người dân, người ta bằng nhiều cách, kể cả về mặt tâm linh lẫn về mặt tinh thần trong cuộc sống, vân vân. Qua câu chuyện đó chúng ta thấy là gì? Đấy, thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó. Cái lễ ở đây, cái hành động chúng ta đó là ban thờ, lúc nào cũng phải trang nghiêm sạch sẽ, sáng ra, thay cho tuần hương, thay cho đợt nước cúng buổi sáng, thắp tuần hương thay cho đợt nước cúng, thanh bông hoa quả có thì càng tốt, không có thì cũng không sao. Mùng một ngày rằm hoặc ngày rỗ ngày Tết thôi mới cần đến cái đó, còn không thì cứ ba hoặc năm chén nước cúng, hoặc bảy chén nước cúng, hoặc một chén nước cúng, vân vân đó. Cùng với nén hương, hương cũng thắp ít thì không cần phải nhiều, một nén là được. Kể cả thờ ba bát thì những ngày thường thắp một nén là giữa cũng được. Thắp nhiều quá nhà nó bí, đặc biệt ở chung cư bây giờ mà thắp nhiều nó bí, một nén thôi là được. Trừ cái việc gì lễ lớn thì chúng ta mới thắp bát giữa ba nén, còn hai bát bên cạnh mới bắt một nén. Đó. Bằng không thì thắp một nén ở bát giữa là được rồi, đủ cả. Đó. Đấy, đây là giữ lễ đấy. Phần là giữ lễ đấy. Còn Phật tử này nói là đấy, gia đình có thờ phụng, trước đây gia đình có thờ điện nhỏ, rồi có nhiều người theo về lễ cha, lễ mẹ, lễ mẫu, vân vân. Sau đó thì đem bỏ cái đồ thờ đó đi mà không làm lễ, tự nhiên bỏ đi. Không làm lễ, đem bỏ xuống ao, xuống sông đi, không làm lễ. Vậy mà gia đình một thời gian sau lục đà lục đục cho đến bây giờ vẫn lục đục nợ nần, bán nhà, bán cửa mà vẫn còn không đâu vào đâu. Thế bây giờ làm thế nào? Bây giờ thì phải ăn năn sám hối, dốc lòng mà tụng kinh Địa Tạng mà sám hối thôi. Phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện có thể nữa mà sám hối thôi. Đặc biệt là gì? Có thể là hành sám thêm ngũ thì lễ ngũ bách danh hoặc lễ danh hiệu các Đức Phật đó, để mà sám hối, để mà hồi hướng cho oan gia trái chủ vậy. Làm được như thế thì dần dần nó nghiệp sẽ tiêu và phúc sẽ gì? Sẽ tăng lên thôi. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi bản thân con cũng ra trình đồng và đã đi hầu ở đền quan Tuần Chanh. Con cũng có bán tuổi cho con trai thứ hai ở cửa điện đó. Lúc cháu được tuổi rưỡi thì bị đuối nước, đã nổi trên mặt nước, cả thân hình tím tái và mềm oặt. Tuy cứu được nhưng tính cách cháu dường như khác trước, rất bướng bỉnh và khó dạy bảo. Sau khi sống lại, thi thoảng cháu nhìn thấy vong gia tiên và có một lần nhìn thấy ông thần gò. Có thầy phong thủy khuyên con nên điền hoàn long mạch bằng cách xin đất linh tại năm ngôi chùa, đình, đền để nặn hình ông rùa chôn dưới đất. Vì những cách điền hoàn long mạch của các cô đồng thầy Pháp thời nay không có hiệu quả. Con mong thầy chỉ dạy cho con làm sao cho đúng ạ. Làm thế nào để con của con được bình thường trở lại ạ? Xin thưa các quý vị, xét về phong thủy, cái việc dùng chấn yểm để đoán cát và ngăn hung trong phong thủy học có rất nhiều cách khác nhau. Có thể dùng gương bát quái, có thể dùng đá phong thủy, thái sơn thạch cảm đương, hoặc là sơn hải chấn, vân vân. Có thể dùng biển non bộ, có thể dùng đá thạch anh, có thể dùng khúc cây gỗ, hay dùng tượng pháp, vân vân. Có rất nhiều cách khác nhau. Điều quan trọng là cái công đức, cái năng lực của cái người thầy, họ đứng lên, họ làm và hướng dẫn cho chúng ta làm đó, họ có bao nhiêu, có hay không mà thôi. Nếu mà chỉ là một ông thầy phong thủy học trên sách vở, họ làm đúng như sách vở nói, nhưng hiệu quả không cao, thậm chí còn gần như là không có nữa.
Nhưng cũng có ông thầy phong thủy, họ có sự tu hành, có công đức, có phúc báo, có tu luyện nhất định nào đó, thì họ làm thì cũng giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề tâm linh, âm dương, phong thủy vân vân vậy. Cái này thầy ngày xưa đi học cũng có nghiên cứu qua, và cũng có gần gũi một số thầy phong thủy. Quả thật là cũng có một số thầy phong thủy họ rất là tốt. Họ thực sự là, mình nói nôm na nhưng ngoài đời gọi là cứu dân độ thế đó. Họ đi làm không vì tiền bạc đâu. Nhờ họ làm cho gia đình làm xong. Gia đình đó lễ tạ bao nhiêu thì lễ. Nhưng có những gia đình thầy chứng kiến là gia đình nghèo, thầy phong thủy còn cho thêm. Đấy, có những thầy phong thủy họ đạo đức như thế, họ nhân văn như thế, họ vì chúng sinh, vì nhân loại như thế. Nhưng xin thưa các vị, gặp được cái thầy phong thủy như thế thì hiếm lắm. Có nhưng mà rất hiếm. Phần lớn bây giờ là nhiều ông thầy phong thủy là mở ra gì? Mở ra cái dịch vụ phong thủy, quảng cáo tràn lan ở trên mạng để lừa đảo, để kiếm tiền. Ông có làm nhưng được hay không thì không biết gia chủ thế nào. Ví dụ như trước đây có Phật tử đến hỏi thầy, bảo là có xem ở trên mạng có một thầy phong thủy bán cái viên đá 3.7 tỷ, công đến lắp đặt và trì chú và để làm cho phong thủy nó tốt nữa thành khoảng 4 tỷ, tức là 300 tiền công. 3.7 tỷ với 300 tiền công nó thành 4 tỷ. 4 tỷ cái hòn đá đó, hòn đá quý đó, và hòn đá là gọi là hòn đá, gọi là, nói như là kiểu như là họ giải thích ở trên mạng, hoặc là cái hòn đá nó thuộc về kiểu như là thiên thạch ấy. Đó, kiểu như thiên thạch ấy. Cho nên hòn đá đó cái linh khí rất là tốt. Đại gia nào mà thỉnh được cái hòn đá này mà chấn ở các công ty, ở cơ quan đó thì phát như diều gặp gió. Đấy, quảng cáo ghê lắm. Thế là có một cái chú Phật tử cũng là doanh nghiệp cũng khá nổi tiếng, lên xin ý kiến thầy là con lấy cái đấy làm cái đấy tốt không. Thầy bảo là phong thủy làm thì cũng rất là tốt, nếu gặp được cái người thầy tốt mình làm thì cũng tốt thôi. Tuy nhiên trong nhà Phật thì Đức Phật không dạy cái đó, nhưng không phải cứ cái gì Đức Phật dạy thì nó mới tốt đâu các quý vị. Có những cái Phật chưa dạy hay Phật không dạy thì thấy nó chưa cần thiết hoặc không cần thiết thì Phật chưa dạy, hoặc là cái đó nó không hướng đến con người, đến cái đạo giải thoát giác ngộ thì Phật không dạy. Nhưng còn ở thế gian thôi mà, thì chúng ta biết rồi, thế gian thì họ có đủ cái cách gì, đủ thứ họ phải cần. Làm doanh nghiệp thì phải mong có gì, có tiền của, mong phát tài. Làm chính trị thì phải mong gì, thăng quan tiến chức. Coi như thầy tu chúng ta đâu, có mà thầy tu chúng ta bây giờ nhiều thầy tu cũng mong được thăng gì, được thăng chức ấy. Cũng đi chạy vậy, cũng đi luồn loạt, cũng đi hết chỗ này chỗ nọ, cũng kinh lắm, không đơn giản đâu. Đấy, huống chi là ngoài đời. Tất nhiên không phải là tất cả, con sâu làm giàu nồi canh thôi. Nhiều những vị tu hành ấy, ví dụ như cố trưởng lão Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Phật Giáo Việt Nam như thế, cụ lên pháp chủ nhưng cũng có cần gì đâu. Mời cụ vào tham gia đại biểu quốc hội, cụ bảo là thôi tôi già rồi, tôi làm sao mà đi họp được nữa mà tham gia đại biểu quốc hội. Mời cụ tham gia là phó chủ tịch trung ương mặt trận, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, cụ bảo thôi tôi cũng già rồi, tôi có thời gian đâu, tôi có đi họp được đâu mà mời tôi tham gia. Mời các vị trẻ trẻ, các vị còn tham gia còn đi họp. Thế các hòa thượng, các thượng tọa ở quan xứ thỉnh cụ, là Đức Đệ Tam Pháp Chủ thỉnh cụ lên quán xứ thì ở giữa trung tâm của thủ đô, ở giữa cái văn phòng một của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để mọi công việc chỉ đạo Phật sự của Ngài cho nó dễ. Thế cụ bảo là tôi, ông sư chân đất mắt tuét, nó sống ở quê nó quen rồi, lên thành phố nó ồn ào lắm, tiếng xe tiếng cộ nó đi ầm ầm suốt ngày, tôi không ngủ được, tôi không quen, thôi tôi không lên đâu. Thôi các ngài cứ ở trên đó làm Phật sự, tôi ở dưới quê này nó quen.
Hay là kể cả Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ tịch Thích Chí Tịnh, đệ nhất Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Đó. Phải đến 3-4 đại hội sau này. Đại hội mà Ngài có thèm đi dự đại hội. Từ đại hội suy cử, từ đại hội bầu Ngài làm Chủ tịch, Ngài cũng chẳng có đi họp nữa. Mời Ngài vào làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngài cũng có đi họp bao giờ đâu. Không đi họp. Ngài bảo thôi chúng tôi chỉ có đi tu cái niệm Phật. Đấy. Không phải là ai cũng tham cái danh cái chức ở trong giáo hội cũng như ở thế gian. Một phần nhỏ thôi. Còn ở thế gian thì chúng ta thấy làm chính trị thì đương nhiên người ta phải muốn có địa vị, muốn có chỗ đứng cao rồi, muốn có địa vị cao rồi, có chức tước cao rồi. Làm doanh nghiệp thì đương nhiên họ phải mong gì? Mua may bán đắt, mong cho doanh nghiệp và phát triển, tạo nhiều công ăn việc làm cho công nhân, cho người dân để phát triển đất nước, vân vân. Dân giàu thì nước mới mạnh. Dân không giàu, nước không mạnh thì rất dễ bị ngoại bang nó xâm lược. Nước mất nhà tan nó như chơi. Cho nên họ có lý của họ. Vì vậy mà cái việc phong thủy tuy Đức Phật không dạy, nhưng mà ở thế gian nó vẫn tồn tại song song mấy nghìn năm nay. Từ khi có Phật giáo ở Ấn Độ thì cái việc phong thủy ở Trung Quốc nó còn có trước cơ. Phong thủy ở thế gian này nó còn có trước cơ các quý vị. Đó. Chúng ta thấy những cái nước văn minh như là gì? Như Mỹ. Mỹ văn minh đúng không? Rất văn minh. Giàu nhất thế giới, mạnh nhất thế giới bây giờ thế kỷ 20-21 này. Nhưng ông Donald Trump trước khi lên tổng thống khóa trước có một cái nhà phong thủy ở Đài Loan sang nói với ông Donald Trump, ngày đó mới là một doanh nghiệp thôi, nói là ông xây cái tòa tháp Trump ấy, chính là cái nhà phong thủy của Đài Loan đã chọn cho ông Trump cái miếng đất để xây cái tháp Trump ấy. Và cái nhà phong thủy nói rằng ông mà xây trên cái đất này, ông xây đúng hướng đúng ấy, sau này ông sẽ gì? Ông có thể ông sẽ lên là gì? Là người đứng đầu của đất nước. Mà lúc đấy ai nghĩ rằng một doanh nghiệp có thể lên làm tổng thống? Đó. Trước bầu cử Mỹ, trong bầu cử Mỹ và cho đến phút chót, ai cũng nghĩ là bà Hillary Clinton làm tổng thống Mỹ. Ai nghĩ rằng một doanh nghiệp lên làm tổng thống? Cả thế giới ngã ngửa ra khi mà ông lên làm tổng thống. Đến lúc đó thì một số các báo nó mới bắt đầu tìm lại cái những cái dữ liệu của cái thầy phong thủy ở Đài Loan đó, hướng dẫn cho ông Trump xây cái tháp, và những cái lời nói của bà trước đây có rất nhiều bài báo nói về cái việc đó chứ không phải một vài bài báo đâu. Đó. Hay chúng ta thấy đi sang Ấn Độ, thấy những cái nơi mà cái nơi quan trọng của họ, chúng ta thấy họ xây dựng, người ta đều cái bố cục về phong thủy nó rất là gì, chuẩn chỉ chuẩn mực, rất là chuẩn chỉ chuẩn mực, nó không có manh mún nữa. Họ làm nó, tuy họ không nói là gì tôi làm như thế này là theo phong thủy, mà cái cách làm của họ, bố cục và cách làm của họ ấy, nó hài hòa và nó phù hợp với gì, cái không gian, cái kiến trúc xung quanh, vân vân. Cho nên cái việc phong thủy tín ngưỡng ở trong dân gian tuy không phải Phật dạy, nhưng mà nó luôn luôn song hành với đời sống của người dân. Là tăng ni thì thầy cũng ngày xưa thì xuất gia trong chùa Hương, gần gũi Cố Hòa Thượng, viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, vừa là thầy vừa là ông của chúng tôi. Chúng tôi được thị giả cụ 4 năm học trung cấp, thỉnh thoảng cắp cháp đi cho cụ để cụ xử lý cho các nhà dân, mới thấy rằng đấy, có những cái câu chuyện thầy như thầy nói một lần rồi hai lần rồi nay nói lại, chúng ta thấy có một Phật tử, gia đình Phật tử làm ăn buôn bán, từ khi cái nhà bên cạnh nó động thổ nó xây nhà, nó bán mặt hàng khác không bán mặt hàng đấy, nhưng cái nhà đấy thì trước đây ví dụ như 10 người khách vào trong vòng tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ được 1-2 người thôi. Thậm chí cả ngày chỉ bán còn không đủ chi cho nhân viên. Thế là hôm thầy đang ngồi chơi ở dưới
dưới cửa cổng chùa Mỗ Lao ạ, thấy cái xe ô tô đến. Thế mình biết là cũng có khách đi thị vào thị giả chót nước. Thế gia đình nó bạch với cụ là bạch thượng tọa, ngày đó cụ mới lên thượng tọa thôi. Bạch thượng tọa gia đình nhà con á, có cái cửa hàng trước đây rất là đông khách, nhưng không hiểu làm sao một thời gian gần đây từ khi cái nhà bên cạnh họ động thổ họ xây nhà, nhà con cứ ít khách dần và bây giờ gần như không có khách, một ngày bán không đủ để trả tiền lương cho nhân viên. Thế thì cụ bấm xong rồi cụ bảo thì thôi để tí nữa dạy xong ấy, học sinh đang ra chơi, tí nữa dạy xong để đi xem thế nào. Ra nhà ngày cũng gần gần cái khu chỗ ban ngoài Hà Đông tí thôi, chỗ đường Nguyễn Trãi thôi. Thế cụ ra cụ lấy cái cụ đi hết một vòng từ trên nhà thờ ban thờ Gia Tiên, cụ đi xuống. Xuống thì cụ bảo Gia Tiên không sao, nhà cửa đất cát không sao. Mỗi bị cái là vừa qua là bị cái nhà bên cạnh họ động thổ họ xây, cho nên là động lên long mạch và cái thì nó thay đổi cái khí ở trong nhà. Đấy, cụ nói như thế, cụ nói thay đổi cái khí ở trong nhà. Thế cụ bảo là đi mua mấy cái ngày xưa nó có cái bóng quả nhót ấy, đỏ đỏ ấy. Các vị mà ngày xưa khoảng độ tầm 20 năm trước, hơn 20 năm trước, các vị biết là nó có cái bóng quả nhót nó như cái, to hơn cái ngón tay cái này này, cái bóng điện ấy. Cụ bảo mua 5 cái, 5 cái bóng quả nhót về tạo một chùm. Xong rồi cụ đo giữa nhà, cái thước đo ra giữa nhà. Bắt đầu cụ quay cái la bàn kiểu gì đó. Thì cụ quay vào, cụ bảo chỉ với cái góc kia. Cụ bảo là đấy, đối dây điện cắm cái chùm bóng quả nhót kia vào cái góc tường kia và bật 24/24. À, qua 100 tiếng đồng hồ là có hiệu quả. 100 tiếng đồng hồ là bao nhiêu ngày? Mấy ngày? 24 tiếng là một ngày một đêm đúng không? Đấy, mấy ngày? 3 ngày, 4 ngày gì đó, 5 ngày gì đó thôi đúng không? Chưa đến 5 ngày. Thế tự nhiên gia đình rồi. Mấy hôm sau thấy đi vào mang cái lễ vào to lắm. Mang lễ vào to lắm và vào cái ôi giời bạch thượng tọa. Ôi giời, từ khi mà thượng tọa nói xong không đến 100 tiếng đồng hồ đâu bạch thượng tọa. Ngày hôm sau mà cái khách bắt đầu quay lại đông đông rồi, nhưng mà đến 2-3 hôm nay thì khách lại càng đông nữa. Bây giờ là còn đông hơn ngày xưa. Khách cứ nườm nượp suốt ngày, các mới bán đến 9-10 giờ đêm. Bán hàng tạp hóa với các thứ mà. Bán hàng kiểu như siêu thị ấy, kiểu siêu thị mini, siêu thị nhỏ trong nhà ấy. Siêu thị nhỏ nhỏ, siêu thị cá nhân, gia đình ấy. Đấy. Mà cái đấy là tôi là gì? Là chứng kiến mắt thấy tai nghe đi thị giả cụ đấy nhá. Nếu mà bảo gì phong thủy không có tác dụng gì thì tại sao lại họ lại làm được những cái việc như thế? Tin họ lại đến, tự họ đến họ bạch với cụ là gì? Khách quay trở lại còn nhiều hơn trước sau có 4-5 ngày. Cho nên ở đây nói với các vị cái vấn đề làm xin đất. Ở đây Phật tử nói xin đất tại 5 ngôi chùa đình đền không đúng, nói thế không đúng. Lấy đất tại chỉ 5 nơi thì không phải là xin đất tại 5 ngôi chùa, mà xin đất tại 5 nơi. Nơi thứ nhất là gì? Chùa. Nơi thứ hai là đình. Nơi thứ ba là đền, đền hoặc miếu. Nơi thứ tư là ngoài chợ. Và nơi thứ năm là ở ngã ba đường. Và đặc biệt là phải lấy ở nước ở ngã ba con sông Bạch Hạc ở Việt Trì, Phú Thọ, lấy đất lấy cát ở đó về để trộn, để nào nhào, để nặn, để làm cái con rùa đấy. Ngày xưa tôi đi học gần cụ tổ chú Hương, cụ cũng hay làm cái này. Cụ cũng làm cái này nhưng trường hợp đặc biệt cụ mới làm thôi. Cụ làm cái này cho những cái trường hợp đặc biệt. Thì cụ bảo lấy đất 5 nơi đó, chùa, đình, đền, chợ và lên trên ngã ba con sông Bạch Hạc ấy, lấy một tí cát và nước, mang cái can lấy nước ở đó về để trộn, để làm trộn đắp thành con rùa xong. Khi đó còn để 47-49 ngày hoặc để 100 ngày lên trên ban thờ trên thất để chỉ chú, để luyện nữa. Tức là phải thế cơ mà, chứ không phải là làm xong một cái là đem chôn xuống đấy là nó được đâu, không có đâu. Giống như chúng ta nói là để thì làm hòn đất, cất thì lên ông gì? Ông Bụt đấy.
Chúng ta nặn con rùa rồi mà cứ đem mà chôn xong thì không có cái gì cả. Và cái ông thầy phong thủy đó không biết tu tập, không chịu tụng kinh niệm Phật, không tu nhân tích đức, không hành thiện, không có công đức thì có đắp thành con rùa đó cũng chỉ là con rùa đất thôi, chả có cái gì cả các quý vị. Mà quan trọng nhất là phải gì? Cái tâm đức đạo hạnh họ gia trì tu luyện, đem công đức vào đó thì nó mới giải quyết được. Mà cái này ở trong sân môn chủ hương bây giờ tôi biết là cũng có vài thượng tọa vẫn hay dùng cái pháp này. Tức là bảo Phật tử đi lấy đất ở năm nơi và lấy nước ở ngã ba con sông Bạch Hạc ở trên Việt Trì Vĩnh Phú đó. Về để luyện và các cụ luyện và đem Phật tử chôn ở góc nhà, chôn trước cửa nhà. Nếu như cái đất đấy nó bị tà, bị quỷ hay là bị vong hay là bị những cái phần độc như ngã ba đường hay là cột điện hay là gốc cây cổ thụ hay là nhà đối diện nó đâm vào vân vân đó, thì một số các thượng tọa đệ tử của chủ hương bây giờ vẫn hay dùng cái đó. Thầy hôm trước đi đến thăm một cái ngôi chùa của sư thúc, tức là em của sư phụ thầy á, đệ tử của thượng tọa chủ hương ấy, đi lên trên tam bảo thì vẫn thấy mấy con rùa đấy. Thì nhìn thấy một cái thầy biết ngay là cụ này đang gì, đang làm cái này để cho các Phật, cho các Phật tử. Cái này thầy cũng biết ngày xưa có học nhưng mà thầy chưa làm cái này. Thế Phật tử nói là làm lấy đất linh tại năm ngôi chùa đình đền là không đúng đâu nha. Đó, không đúng. Đấy, có người bảo là sao ông thầy đi tu mà cái gì ông cũng biết. Xin thưa các vị, ngày xưa cũng phải học thì mới biết được, chứ không học làm sao mà biết. Nói lên nói bừa người ta cười cho thối mũi ra. Thế cái này là gì? Là sai. Lấy đất năm ngôi chùa, ví dụ đến chùa Khai Nguyên, chùa Vân Gia, chùa Lai Bồ, chùa gì gì đó, chùa Hương, chùa Thầy, đó là sai rồi. Chỉ một ngôi chùa thôi, đình, đền, chợ và ngã ba sông, ngã ba đường hoặc ngã ba sông. Tốt nhất là phải ngã ba sông Bạch Hạc, lấy nước ở đó. Phật tử này hỏi là đấy, đi cũng đi trình đồng mở phủ các thứ làm hết rồi nhưng mà gia đình vẫn lục đục vân vân, con cái thì bị như thế, như câu hỏi vừa nói đó. Bây giờ hỏi cách tu tập như thế nào. Xin thưa các vị, thì cái việc trình đồng mở phủ nó cũng là một cái nét đẹp văn hóa của dân gian, của bên đạo thánh đạo mẫu. Nhưng mà làm thế nào đó cho nó phù hợp, làm thế nào đó cho nó không biến thành mê tín dị đoan, đó mới là cái điều thiết yếu, cái điều quan trọng. Hay kể cả chúng ta đi tu những người xuất gia như các thầy thôi, nhưng nếu mà không nương vào lời Phật dạy mà hành pháp thì có khi lại thành tà pháp, thành thầy tà, chứ không hề đơn giản đâu các quý vị. Cho nên đừng có nghĩ rằng quy y tam bảo rồi là mọi bệnh chướng nghiệp chướng báo chướng là tiêu hết. Đừng có nghĩ rằng mình cứ tụng được vài bộ kinh rồi là gia đình mình là phải được Phật độ cho được bình an mạnh khỏe. Đừng có nghĩ rằng mình đi trình đồng mở phủ rồi là mình tội nghiệp phúc sinh. Đừng có nghĩ rằng mình theo thánh theo mẫu rồi, thờ thánh thờ mẫu rồi là mình không còn bị bệnh tật, không còn ốm đau, không còn gia đình bị ly tán hoặc là hoạn nạn nữa, vân vân. Thờ là một vấn đề, nhưng chúng ta làm có đúng với cái việc thờ phụng hay không, đó là điều quan trọng. Cha thầy mới nói là nhấn mạnh là thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó. Đấy. Chúng ta làm đúng với cái lễ mà thánh dạy hay không? Đúng với lễ mà Phật gì? Phật dạy hay không? Quan trọng ở chỗ đó. Còn xin thưa các vị, mà nghiệp chướng bời bời, nghiệp thì vẫn tạo, mà bảo bỏ ra mấy chục triệu, trăm triệu và đi lễ thánh trình đồng mở phủ ra mà thánh độ cho mình là mình được mạnh khỏe, bình an, tội tiêu, phúc hưởng thì không có đâu. Hay là bỏ ra vài triệu để, vài trăm nghìn để đi chùa, để làm lá sớ, lễ Phật, rồi quy tam bảo xong rồi bảo là tội phải diệt hết, phúc phải tăng lên, ngay tức thì cũng không có đâu các quý vị. Chúng ta đi chùa như thế thì gọi là mê tín dị đoan, thờ thánh như thế, hầu đồng như thế cũng gọi là mê tín dị đoan. Phật là để gì?
để chúng ta kính ngưỡng, chúng ta quy y, chúng ta nương tựa, chúng ta học theo lời dạy của Ngài để đoạn ác tu thiện, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lãnh giữ, vân vân. Tụng kinh niệm Phật sám hối, ngồi thiền chỉ chú, vân vân, để cho tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng và bệnh chướng của mình đi. Công đức ngày một tăng trưởng, phúc báo ngày một lớn thêm. Đấy là người đi chùa, người quy Tam Bảo chân chính. Thờ mẫu, thờ thánh là để kính cái đức của các ngài, kính cái hạnh của các ngài, kính những cái gì? Cái đạo hạnh của các ngài, cái sự cống hiến của các ngài cho dân, cho nước, đánh giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước, có công với dân tộc, cho nên được dân tộc suy tôn là gì? Là thánh, là hiền, là thánh, là thần, vân vân. Được thờ ở đình, ở đền, ở miếu, ở mạo. Được nhân dân tôn kính và thờ phụng. Chúng ta thờ các ngài là để nhớ về cái công ơn của các ngài, để mà tri ân báo ân, phát nguyện làm cái người gì? Người Việt Nam, con rồng cháu tiên, cái người mà có thể làm cho đất nước ngày một văn minh, ngày một phát triển, ngày một hùng cường. Tiếp bước cái cha ông, tổ tiên, con rồng cháu lạc của chúng ta. Để chúng ta thờ các ngài, kính các ngài để mà tri ân báo ân và để mà phát nguyện làm rạng danh tổ tiên. Đấy mới gọi là thờ đúng cách. Và đi lên trình đồng mở phủ mà bảo nhảy nhảy múa múa xưng ta là thánh, là thần, là ban phúc giáng họa. Xin thưa các vị, ban làm sao được? Có cái bà đồng người dưới Xuân Mai, khi lên lên hầu đồng thì hoành tráng lắm. Nhưng khi hết hầu đồng một cái về thì chồng nó đuổi, nó say rượu, nó đuổi cho chạy re kèn, chạy nhà hàng xóm là gì? Đấy, cái chuyện có thật 100%. Mà chính bà ấy vào, bà ấy cầu cứu với thầy khi ở dưới chùa Quán Lâm mấy năm trước. Trong khóa tu bà vào và cầu cứu với thầy. Chồng nó say rượu, nó đuổi từ Xuân Mai đuổi lên tới chùa Quán Lâm. Cuối cùng là phải bảo mấy vãi cho đi trốn xuống cái nhà hàng xóm bên cạnh. Thế xong rồi chồng nó về rồi thì mới chạy lên mới xin cầu cứu với thầy. Thế lúc đó thánh ở đâu? Thần ở đâu? Nó sợ cái anh say rượu, mà sợ cái ông chồng nhà mình nó đuổi cho. Thế thầy mới nói là thôi, thực sự nếu mà có căn cơ số mệnh, căn cơ phải làm gì? Phải làm thân đồng số lính, phải làm cái ghế cho các ngài á, ngự các ngài tọa, các ngài cứu nhân độ thế thì mới làm. Còn mình là người bình thường thì hãy học để làm người bình thường đi. Tức là có những người, người ta căn cao số nặng, mình nói nôm na như thế, người là căn đồng số lính á, người ta bắt buộc phải ra gì? Ra trình đồng mở phủ thì người ta mới khỏe mạnh, người ta mới bình yên á. Và những con người đấy là con người gì? Căn cao số nặng, phải căn đồng số lính thật thì người ta thì mới nên. Còn mình nếu mà không có cái gì thì thôi, mình sám hối các cụ, sám hối các ngài để cho con làm một người bình thường. Con xin quy Tam Bảo làm Phật tử, để con tụng kinh niệm Phật, sám hối, hồi hướng công đức hàng ngày, làm người bình thường, cuộc sống bình thường với chồng, với con, với gia đình, với bạn bè, với hàng xóm láng giềng, vân vân. Thế thôi. Nghe thầy khuyên như thế thì thế mới bảo là vâng, con nghe theo thầy. Nhưng mà có sợ các ngài của các ngài phạt không? Thế tôi bảo ngày xưa thì nhân duyên vì sao mà bà đi hầu đồng? Bảo là vì một chị bạn của con. Bạn con bảo là mày cứ đi với tao đi, vui lắm. Thế là con đi theo chị ấy mấy lần thì con thấy vui vui. Thế là một hôm thì bạn con nó bảo thôi mày cứ ra hầu đi. Thế con bảo con biết gì đâu mà hầu, tao biết gì đâu mà hầu. Thế bảo là không biết thì phải học. Đó. Thế là bảo bạn, cái cô bạn cô ấy dạy cho. Thế là con đi hầu từ ngày đấy thôi. Thực tế trước đây con chả có cái gì cả. Đấy, do gì? Do thích, do học mà thành đồng thôi. Chứ không phải do căn cao và số nặng, do căn, do quả. Đấy, khác. Người do căn quả nó khác.
mà mình thấy người ta đi mình cũng đi thì nó lại khác. Đó. Thế cho nên tôi ngày đó tôi bảo thôi, thế bây giờ về để sám hối đi, quy Tam Bảo xong tụng kinh Địa Tạng đi. Thế là về tụng kinh Địa Tạng khoảng hơn năm sau là lên tận chùa Khai Nguyên này là cứ thế là lễ Phật xì chụp, bảo thôi nhờ ơn Phật ơn tổ, nhờ ơn thầy khuyên, bây giờ con về con tụng kinh Địa Tạng, con không đi nhảy đồng nữa. Thì mỗi một tháng con mỗi một năm con đỡ được hàng trăm triệu, cho nên là không phải đi vay đi mượn gì nữa. Ngày trước thì nhà có cái cửa hàng, bán cửa hàng ở chỗ Xuân Mai, cho nên là được bao nhiêu là cứ giấu chồng đem đi, nhảy đồng một năm vài vấn thế là hết. Cho nên nó thì nó tức nó mới gì, nó mới đi uống rượu vào, nó mới gì, nó mới say, nó mới đuổi cho chạy re kèn ra, rẽ đất ra, chạy từ Xuân Mai chạy lên trên chùa Quận Lâm khổ thân. Và cũng may là đấy, khi về mà bỏ đi cái nhất tâm tu hành tụng kinh Địa Tạng và chuyên thú tu hành và ra chợ bán hàng làm ăn và có tiền thì về đầu tiên là trả nợ một tí, sau đó thì sửa nhà sửa cửa khang trang. Chồng thấy là vợ không đi nhảy đồng, không mang tiền đi nhảy đồng nữa, cho nên chồng cũng bớt uống rượu và bỏ uống rượu, và cả gia đình được hạnh phúc trở lại bình thường. Đấy, cuộc sống thế gian thì cần thế thôi. À đấy, cái lúc cần vỗ tay to thì lại chả vỗ tay to, cái lẹt đà lẹt đẹt rồi. Đấy là ý thứ hai, thầy nói về cái vấn đề thờ phụng và cho gia đình này hiểu. Ý thứ ba, Phật tử này hỏi là con muốn chuộc tuổi cho con trai tại điện nhà đồng thầy, nhưng đồng thầy lại bảo để đến năm 12 tuổi mới được chuộc. Vậy việc đó con nên làm thế nào ạ? Hiện tại con cảm thấy bất an và rất mong muốn chuộc tuổi cho con của con về ạ. Con xin cảm ơn thầy. Ôi thì họ trả chuộc cho thì thôi, mình ra cái đền ấy, ra cái đền chính của các cụ, ví dụ đến ông Hoàng Bảy, là ông Hoàng Mười, ông gì đó, ngày xưa mình đi lễ ở đền lớn nào, thì mình ra đó mình lễ thánh, mình làm cái lễ ra mình khấn cũng được, hoặc nhờ các ông thầy thủ từ, ông thầy trong đền, trong đình, ông khấn cho cũng được. Sau đó thì làm cái lễ quy y Tam Bảo cho các cháu, hoặc là đem bán khoán vào Đức Ông cho nó lành cũng được. Ở miền Bắc chúng ta các cháu nhỏ thường là bán khoán cho Đức Ông, hoặc là quy y Tam Bảo được. Đó. Thì như thế thì là được thôi. Còn nếu mà người ta không chuộc cho thì mình ra đền hoặc ra chùa nhờ các thầy làm cho, bán khoán cho các cháu cũng được. Không cứ là phải đến đó được đâu. Vì không, người ta không muốn mình cho chuộc vì người ta mất một con nhang đệ tử. Mà một người chuộc thì những người khác thấy là gì? Lại đi chuộc theo. Mất con nhang đệ tử không muốn đâu. Đấy, như cái thành phần đấy, thành phần không tốt. Còn những người thờ thánh thì Phật tốt, duyên nó đến thì đến, duyên nó đi thì đi. Người ta không thích bán khoán ở cửa điện mình nữa, người ta đến chuộc thì làm cho người ta cái lễ thế là xong. Đấy. Những cái thành phần bất hảo, thành phần lợi dụng Phật thánh, lôi kéo tín đồ, lôi kéo quan nhang đệ tử thì mới giữ, không cho người ta chuộc thôi. Tự do tín ngưỡng. Đảng nhà nước chúng ta cho tự do tín ngưỡng cơ mà người ta không muốn đến thì tại sao mà cứ bắt họ đến, không cho họ chuộc là thế nào? Đấy là sai lầm rồi. Đấy là trường hợp, đó là trường hợp chúng ta không nên đến nữa là tốt. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con được hỏi. Vừa rồi con có lên chùa thỉnh kinh Địa Tạng về phát tâm cầu nguyện. Thỉnh kinh Địa Tạng về phát tâm cầu nguyện. Thỉnh kinh Địa Tạng về là phát tâm gì? Thọ trì đọc tụng thì mới đúng. Kinh của Phật để cho chúng ta gì? Thọ trì đọc tụng. Để cho chúng ta tu hành, để chúng ta nương vào lời Phật dạy ở trong kinh để đoạn ác tu thiện. Chứ không phải thỉnh kinh về để cầu nguyện, để cho mua may bán đắt, đi một về mười, đi tươi về tốt, để cho mình được bình an mạnh khỏe, còn nhà bà hàng xóm thì mặc cha chúng nó. Không phải như thế. Chúng ta thờ Phật, chúng ta kính Phật, chúng ta tin Phật, chúng ta theo Phật, phải hiểu rõ được Phật, không có là gì, là hủy báng Phật đó các quý vị. Thỉnh kinh về để thọ trì đọc tụng. Cái việc cầu nguyện nó chỉ là cái việc gì? Rất nhỏ ở trong Phật Pháp chúng ta thôi.
Chúng ta tu tập mới là gì? Cái vấn đề chính yếu ở trong đó. Cho nên Phật tử này hỏi là vừa rồi con lên chùa thỉnh kinh Địa Tạng về để cầu nguyện, nhưng có một vấn đề con thấy băn khoăn. Đó là trong 100 ngày ăn chay không sát sinh. Về ăn chay thì con làm được, nhưng về vấn đề sát sinh, chúng con là những người nông dân đi làm ruộng đồng, đi làm đồng ruộng quốc đất, vô tình cuốc phải con giun, con dế vân vân, thì chúng con phải làm sao ạ? Bản thân con phát nguyện xử lý môi trường để môi trường trong sạch hơn. Mỗi hôm con xử lý 20 đến 30 kg hoa quả hỏng cho 7 quán hàng để họ vứt lung tung, thì khu vực bị ô nhiễm. Con lấy về ủ lên men để chăn nuôi và làm phân tưới cây. Đôi khi con thấy trong hoa quả có rất nhiều ruồi bọ, con đưa vào ủ, chúng sẽ chết. Vậy thì con phải làm thế nào ạ? Con phân vân quá, con mong Thầy giải đáp cho con được hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta nghe câu hỏi này tưởng chừng đơn giản nhưng rất khó đấy. Nghe như là đơn giản nhưng thực sự rất khó trong cuộc sống. Trả lời làm sao đó cho vừa phù hợp với gì? Lời Phật dạy, lại vừa phù hợp với gì? Với pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy, đây là một cái khó, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên trong cuộc sống chúng ta thấy rằng có những công việc chúng ta tưởng chừng như là vô hại, nhưng thực sự nó cũng không sinh ra cái phúc lớn cho chúng ta. Nhưng vì cuộc sống, vì tồn tại, vì nhân loại, cho nên bắt buộc chúng ta vẫn phải gì? Phải làm. Ví dụ như Phật tử này nói đấy, nói là việc ăn chay để tụng kinh niệm Phật đó thì 100 ngày có thể làm được, không có gì. Còn vấn đề sát sinh thì thấy băn khoăn. Băn khoăn ở đây Phật tử bảo là gì? Vì Phật tử làm nghề đồng ruộng như quốc đất chẳng hạn vân vân, thì con giun con dế vô tình ở dưới lưới quốc lưới cày mà xẻ đôi hoặc là băm nát cái thân thể con vật nhỏ bé kia ra, nó chết thì có phải tội không? Rồi kể cả như các Phật tử hoặc là các sư đi tu không làm đồng làm ruộng, hay các Phật tử làm nghề buôn bán làm đồng làm ruộng, nhưng mà phải đong gạo mua thức ăn của những người làm đồng làm ruộng. Như vậy người làm đồng lòng ruộng có tội, và mình là người mua lại những cái đồ đó thì mình có phải gánh tội công nghiệp vào đó không? Vân vân và vân vân. Đó. Cho nên đây là một câu hỏi hết sức là gì? Là hóc búa chứ không phải đơn giản đâu các quý vị. Đấy. Xin thưa các quý vị, nếu Thầy trả lời là không có tội vì cuộc sống của chúng ta, vì giống nòi, vì nhân loại mà chúng ta phải gì? Phải làm. Như vậy là trái với luật nhân quả Đức Phật dạy. Còn nếu Thầy trả lời là gì? Ở thế gian chúng ta không làm thì lấy cái gì mà ăn? Cho nên cái việc chúng ta đi cày đi cấy mà chết con giun con dế là bình thường, không có gì mà phải tội cả. Hay là việc gì chúng ta nuôi con vật thì chúng ta gì? Chúng ta nuôi con vật thì bây giờ chúng ta có quyền để chúng ta gì? Chúng ta thịt nó, chúng ta đem bán nó để chúng ta nâng cao cuộc sống gia đình chúng ta là phù hợp với pháp luật nhà nước, không sao cả. Nói như thế là gì? Trái với lời Phật dạy, trái với luật nhân quả. Còn bây giờ Thầy lại nói là gì? Nói là đi cày đi cấy chết giun chết dế như vậy là phải tội. Tội loài mắt ra, tội đọa vào A Tỳ địa ngục. Thì ai dám đi làm nông nữa? Ai dám đi cày sâu cuốc bẫm nữa? Ai làm ra sản phẩm để mà nuôi
nuôi sống xã hội nữa, nuôi sống gia đình nữa các quý vị. Động thổ xây nhà thì bảo gì, cũng chết côn trùng thì có nhà đâu mà ở nữa. Động thổ làm chùa thì cũng chết côn trùng thì chùa đâu để thờ Phật, chùa đâu để cho chúng ta ngồi học, ngồi tu như thế này nữa. Như vậy là trái với gì? Các quy định của pháp luật. Bảo ông sư tu hành như thế là ông tuyên truyền gì? Ông tuyên truyền làm thụt lùi cái sự phát triển của quốc gia, của đất nước, của dân tộc. Sư tuyên truyền như thế là sư phải xem xét lại xem cái ông sư này lời giảng của ông, bài giảng của ông nó ảnh hưởng đến sự phát triển của quốc gia, của đất nước, của dân tộc như thế nào. Nếu nó ảnh hưởng nhiều quá thì xử lý nó đi, cũng chết. Cho nên xin thưa các vị, cái này nó rất tế nhị. Tự chúng ta là người học Phật, người hiểu các quy định pháp luật nhà nước, chúng ta thì chúng ta cân đối làm sao cho nó hợp lý thôi. Chứ còn bảo thầy phải có một cái lời giảng cho nó chuẩn chỉ, nó đúng ấy, đúng với Phật thì lại sai với gì? Pháp thế gian. Lấy lòng được theo thế gian thì lại sai với nhân quả, sai với gì? Lời Phật dạy. Thì thầy có xứng là một đệ tử xuất gia của Phật không? Mà bảo là hoàn toàn phải theo Phật thì thế gian có chấp nhận thầy không? Thế gian không chấp nhận thầy, không chấp nhận Phật Pháp, thì Phật Pháp tồn tại ở thế gian làm gì? Thầy xuất hiện ở thế gian để làm cái gì khi mà cả thế gian không? Không chấp nhận thầy. Thì thầy xuất hiện cũng bằng thừa. Cho nên cái này nó rất tế nhị. Xin nợ là cho đến bao giờ thầy vãng sinh Tây Phương thì thầy trả lời câu hỏi này nhé. Còn cái này chỉ đưa ra vài dữ liệu như thế để chúng ta gì? Để cho chúng ta suy nghĩ. Thôi bớt được cái gì thì bớt. Xin thưa các vị, bớt được cái gì thì bớt. Còn sống ở trong cái thế gian đối đãi này ấy mà, chúng ta mà muốn tuyệt đối thì khó lắm. Đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài thì hiện ở thế gian, Ngài muốn tuyệt đối còn không được cơ mà. Chỉ có những thế giới quái tịnh, lưu ly của Đức Phật Dược Sư, hay là quái Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hoặc là quái gì, quái tịnh độ của mười phương chư Phật, nó mới là tuyệt đối thôi. Còn ở ra cái quái thế gian này, cái quái gọi là uế độ thánh phàm đồng cư xa bà thế giới này, chỉ tương đối mà thôi. Cho nên người ăn chay đã hoàn toàn thiện chưa? Thiện hoàn toàn chưa? Chưa. Ăn chay mới là thiện thôi. Còn thiện hoàn toàn, thiện 100%, thiện hết sạch sành xanh á, thì cũng vẫn là chưa. Vì ở trong kinh Phật chúng ta nghe Phật dạy thế nào? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tình là gì? Là những loại hữu tình, như con chó, mèo, gà, vịt, con người, con trâu, con bò, con voi, vân vân. Con chim, con cá, con cua, vân vân. Đấy là loại gì? Chúng sinh hữu tình. Còn vô tình là gì? Là cây, cối, đất, đá. Trong đó có cả gì? Rau, củ, quả chúng ta ăn đó các quý vị. Chúng ta cây nó biết đau không? Cây biết đau không? Rau có biết đau không? Có, nó biết đau. Cho nên ngày xưa thầy đọc trong cái bộ kinh Nikaya, có một bà La Môn đến hỏi Phật. Hỏi Phật là gì? Là Ngài thuyết là gì? Chúng sinh tình và vô tình, đồng viên chủng trí. Tức là đều có một cái gì? Cái hạt giống, cái mầm trí là sáng suốt thanh tịnh như nhau. Vậy tại sao mà gì? Hàng ngày Đức Thế Tôn vẫn gì? Dẫm đạp lên trên bãi cỏ. Đi kinh hành vẫn dám đạp lên bãi cỏ. Vậy Đức Thế Tôn không tôn trọng cái mạng sống của những cỏ cây hoa lá hay sao? Rồi Thế Tôn còn gì? Còn nhận những thức cúng dường từ nơi gì? Từ những nơi rau củ quả mà người dân dâng lên Thế Tôn đó. Thế Tôn dùng, Thế Tôn thọ nhận. Thế Tôn không thương mạng sống của những loài rau củ quả kia hay sao? Người ta muốn ăn củ, người ta phải nhổ lên. Muốn ăn rau thì người ta phải ngắt đi, vân vân. Đức Thế Tôn không trả lời. Vì nếu
Đức Thế Tôn trả lời thì hai bên thì cứ đi mà lý luận với nhau thì cả cuộc đời này không bao giờ hết. Cho nên Đức Thế Tôn yên lặng không trả lời câu hỏi của Bà La Môn ấy. Có những lúc yên lặng là trả lời, có những lúc trả lời là trả lời, nhưng có những lúc yên lặng chính là trả lời. Vì cái đó nếu có trẻ ra thì nó vô cùng vô tận các quý vị. Thời gian nó để dành cho việc gì? Nghiên cứu giáo lý và tu tập, hành thiền, vân vân. Thì không nên để vào cái tranh luận vô bổ làm cái gì. Chính vì cái câu tình giữa vô tình đồng viên chủng trí đó, ở bên Trung Quốc thế kỷ thứ tư năm sau Công Nguyên, có vị thiền sư. Lúc đó là kinh Đại Niết Bàn chưa được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung, tiếng Hán. Nhưng mà vị thiền sư đó thuyết là gì? Vị thiền sư đó chủ thuyết là gì? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, giống như kinh Niết Bàn dạy, Phật dạy. Lúc đó là các vị thiền sư, các vị đại sư và tăng ni tín đồ Phật tử lúc đó nói là Ngài đi theo con đường tà đạo. Nếu nói như vậy là chúng ta ăn chay cũng phải tội ư? Nói vô tình cũng có thể thành Phật, vô tình cũng có Phật tính. Thế thì chúng ta thì chúng ta ăn chay cũng là khác gì ăn thịt đâu. Cho nên đại đa số các sư lúc bấy giờ không chấp nhận cái thuyết của vị tăng này. Cho nên vị tăng này bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn, nói gì tà thuyết, làm lung lạc niềm tin của tăng ni Phật tử và làm ngược lại gì, bánh xe pháp, làm đảo ngược bánh xe pháp của Đức Thế Tôn lúc bấy giờ. Cho nên là tần suất ra khỏi tăng chúng, tăng đoàn. Đi đến đâu thì cũng không được ai chấp nhận nữa. Cho nên vị sư này lên gì? Lên ẩn cư ở trên núi 30 năm, 20 năm. 20-30 năm ẩn cư trên núi. Mà đến năm thứ gì? 18-20 gì đó. Vì Ngài bị cả thế gian là gì? Xua đuổi ruồng bỏ mà. Tăng đoàn thì tần suất, tín đồ thì bảo ông theo tà đạo. Cho nên cụ lên trên núi, cụ ẩn cư, đói thì ăn rau rừng, trái cây, khát thì uống nước suối. Qua ngày đoạn tháng như vậy cũng đã 18-20 năm. Và Ngài giảng Pháp, Ngài dựng lên vì có một mình ở mà cô đơn. Ngài dựng lên gì? Cái núi, cái đá, dựng cái hòn đá Ngài dựng lên kiểu như là người nghe Pháp ấy. Thế Ngài thuyết Pháp. Ngài thuyết Pháp đến một cái câu Ngài nói gì? Ngài nói là tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Nói đến câu đấy và Ngài nói gì? Lời tôi nói như vậy, các ngươi có hiểu không? Tất cả những hòn đá dựng ở bên cạnh gì? Đều đổ rạp xuống. Ý như là hiểu gì? Hiểu được lời Ngài. Ngài thuyết Pháp. Chúng ta thấy đấy là câu chuyện về nói gì vô tình cũng có thể hiểu được Phật Pháp. Thực sự là hòn đá là không thể hiểu Phật Pháp các quý vị. Nhưng mà cái linh thạch, cái tinh linh của đất trời, các vong linh hoặc cả cái gì hương linh của các chúng sinh hữu tình khác, nó mượn cái chỗ đó là nơi, cái nơi cư ngụ của họ, cho nên họ hiểu. Vì vậy cho nên chúng ta thấy ở gia đình chúng ta có những hòn đá chúng ta mang về nhà là gia đình khuynh gia bại sản. Có những hòn đá mang về để trong nhà thì phong thủy tốt, làm ăn gì? Thịnh vượng. Đấy. Mấy năm trước thầy cũng xử lý cho một cái trường hợp đi mua cái hòn đá phong thủy về. Từ hôm mua về khoảng độ mấy tháng sau mà cái gia đình nó cứ lục đục. Ông này đang làm quan chức nhà nước thì bị kiện suốt ngày. Thậm chí đi bị cả những người thân tín của mình trước đây giúp đỡ cho họ, bây giờ kiện lại mình. Những kiện một cách thì nó chả đâu vào đâu. Nó cứ làm thế đấy. Thế là lên gặp thầy, thầy mới nói chuyện với thầy, xong về qua nói chuyện đi chuyển lại, thầy mới thì hôm nào có duyên thì đến qua nhà thăm. Bước vào nhà thì để phòng khách một cái hoàn đá thạch anh màu đỏ rất là đẹp. Thế thì hỏi hoàn đá này ông lấy ở đâu về? Và có một người bạn nữa tặng cho con. Thế thầy kiểm tra thì hòn đá này không dùng được. Thôi ông đem ông bỏ đi.
Thế ông bảo hòn đá này đắt lắm thầy ạ. Nghe nói là khi mà ông bạn con mua để thỉnh, để thỉnh mua để tặng con hòn đá này hơn 2 tỷ cơ. Không có ít đâu, hoàn thành anh quý mà, hơn 2 tỷ. Thế bây giờ nếu mà không dùng thì thầy có khi cho con bán, con cúng lên chùa, lấy tiền đó cúng lên chùa để làm việc phúc. Thầy bảo không, cái này đem bán cho người khác là mang họa. Cho nên lấy cái tiền mà mình biết là nó không tốt rồi, lại đem bán để lấy tiền để cúng lên chùa, thì mình còn cái nhân tính nữa không? Còn cái tâm của cái người học Phật nữa không? Mình vì 1-2 tỷ mà biết là hòn đá đó nó thì mang họa rồi, cho cái gia chủ rồi mà bảo gia chủ đem bán thì để lấy tiền nó cúng mình, đem cúng lên chùa thì mình không còn nhân tính ra nữa. Thế mà không, không nên bán. Bán nó lại mang họa cho người khác. Tốt nhất là bây giờ làm cái lễ đem ra sông Hồng để thả cho nó mát, cầu siêu cho các oan hồn, các tinh linh ở cái chỗ cái hòn đá đó nó lại siêu thoát, xong đem ra sông Hồng thả. Thế là mình nói thì người ta cũng tiếc, tiếc nhiều, nghe nói như thế thì người ta cũng tin mình, nên người ta thôi, thế thầy nói như vậy thì hãy đem bỏ. Nhưng mà lúc đầu thì bảo là còn mang về quê thì không thầy, vì con nhà thờ ở trong quê, thì ông mang về nhà thờ trong quê còn chết nữa. Đấy, ông thờ nhà ông thì mình nhà ông hỏng thôi, còn đem về nhà thờ họ trong quê thì cả cái dòng họ nhà ông hỏng, chứ không phải là mình ông hỏng đâu. Dọa như thế thì ông mới sợ, không phải dọa mà thật sự như thế các vị. Thế là ông nghe thì ông đem bỏ đi một cái. Sau mấy tháng tự nhiên là đơn từ kiện cáo trước đây là họ rút hết, không còn gì nữa. Thế là bình an trở lại bình thường để trong cuộc sống. Đôi khi có những việc nó rất là bình thường trong cuộc sống, nhưng mà nó giải quyết được cái vấn đề tâm linh mâu mắc ở trong cuộc sống, người ta hoan hỉ. Bây giờ vẫn đến chùa đấy, nhưng mà vừa qua thì hình như là bảo là chuẩn bị nghỉ hưu rồi, làm lên chức vụ trưởng đó, thế là chuẩn bị nghỉ hưu. Ngày xưa đấy cũng theo mấy năm trước, bây giờ vẫn theo, gia đình vẫn hay lên chùa thỉnh thoảng. Đấy, cho nên thầy nói gì? Nói là tụng kinh ấy, niệm Phật đó là để học theo lời Phật dạy ở trong kinh, chứ không phải là tụng kinh, thỉnh kinh về để cầu nguyện cho bản thân. Làm như thế thì nó được ít lắm, phải mở cái tâm từ bi bồ đề rộng lớn thì nó mới được nhiều. Còn bình thường thì cầu cho cá nhân, bản thân, gia đình nhà mình không thì nó lại được rất là ít. Phật tử nên nhớ cái điều đó. Và còn cái việc mà nói là quốc ruộng làm đất thì phải làm sao, thì thầy trả lời nó tế nhị như thế thôi. Thì Phật tử chúng ta tự nghiên cứu và tự cân đối. Càng bỏ được cái ác đi thì càng tốt, càng bỏ những việc mà không cần thiết đi mà vẫn đảm bảo cuộc sống gia đình thì càng tốt. Hoặc đổi một cái công ăn việc làm nào đó mà chính nghiệp hơn được thì vẫn đảm bảo cuộc sống thì càng tốt. Tránh được cái gì thì được cái đó các quý vị. Ở cõi xa bà kham nhẫn uế độ này thì chúng ta không thể tuyệt đối được đâu.